Quý cô bác, anh chị kính mến, mình được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Mình được Tử Vi. Đầu xuân năm mới Giáp Thìn, thay mặt cho ban biên tập chương trình, mình được Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị. Chúc Tết xuân nay khắp mọi nhà, mừng thọ ông bà với mẹ cha, năm cũ vừa qua xin cầu chúc, mới trọn tình xuân đẹp mặn mà, vạn phúc lành thay duyên vừa đủ, sự nghiệp danh đề mãi thiên thu, như trên gia hộ cho con cháu, ý nguyện trời ban đến tuổi già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập trình gửi tới quý bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật chấn động về cuộc đời tuổi Quý Mão sinh năm 1963, được trời thương Phật độ, thân tài mở kho ban cho lộc lớn, tránh họa đắc phúc, đến thời giàu sang, tiền bạc ùn đổ về đầy két, đổi vận cực giàu có trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Thưa quý cô bác tuổi Quý Mão 1963 thân mến, người xưa có quan điểm rằng trời sinh mỗi người mỗi số phận và sống chết cũng do số phận định đoạt riêng cho từng người, hành sự tại nhân, vạn sự tại thiên, mọi may mắn đều do số phận ông trời an bài, phú quý sang hèn của mỗi người đều do số phận quyết định và cũng không có số phận nào là thập toàn thập mỹ. Nhưng chỉ cần bản mệnh nắm bắt được tử vi cuộc đời của mình thì sẽ xoay chuyển được càn khôn, đạt được trăm sự như ý, vạn sự như mơ, muốn gì được nấy. Cầu tài cầu lộc đều vẹn toàn, lại tránh xa được đại hạn, vận xui, khiến vận trình thêm hanh thông, may mắn và suôn sẻ hơn rất nhiều. Khi ấy khách đến chơi nhà bạn sẽ chỉ toàn là thần tài, thần may mắn, quý nhân, tiền bạc và giàu có, hung tinh kẻ tiểu nhân cũng biết sợ mà tránh xa. Trong số 12 con giáp, giới tử vi nhận định, có con giáp tuổi Quý Mão trong thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, chỉ cần nắm được 3 cơ hội này, thì tiền tài của cải sẽ liên tục cập đến. Dù có nghèo khổ nợ nần mấy cũng sẽ trả sạch, đổi vận đổi đời giàu có, cuộc sống sung túc, gia đạo ấm êm, khiến người người kính nể. Vậy, vận trình cụ thể của tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ ra sao? Cơ may và vận hạn bạn sẽ gặp phải là gì? Và làm thế nào để gặp hung hóa cát, mang may mắn tài lộc vào nhà? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Minh Đường Tử Vi luận giải chi tiết ngay sau đây. Trước khi đi vào nội dung chính, nếu quý cô bác đang có câu hỏi băn khoăn hay thắc mắc gì về vận trình tử vi 2024 của mình thì đừng ngại gửi đến chúng tôi bằng cách comment xuống bên dưới phần bình luận. Thông tin, họ tên, ngày tháng năm sinh dương lịch, chúng tôi sẽ giải đáp miễn phí trong thời sớm nhất. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Bước sang năm mới, ai cũng mong ước đón nhận được những điều lành và niềm hy vọng mới, mọi chuyện thuận lợi, suôn sẻ. Tuy nhiên, vận khí của tuổi Quý Mão trong năm 2024 sẽ khá biến động bởi cục diện hại thái tuế, nghĩa là bạn sẽ gặp phải những tổn hại, công việc cũng sẽ gặp phải chướng ngại. Nói thẳng ra, bạn sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần năm cũ để bảo vệ những điều tốt đẹp. Điều này cũng dẫn đến nhiều tình huống khiến bạn làm việc chăm chỉ, nhưng lại tựa như dã tràng xây cát biển đông, nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì. Những ảnh hưởng nhất định của thái tuế khiến những ấp ủ của bạn rơi vào vòng luẩn quẩn, khó khăn, vận hạn đến chúng ta chẳng thể tránh, chỉ có trực tiếp đối diện bằng sự chuẩn bị thật chu đáo. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2024 này, Quý Mão hãy tận dụng cát khí từ thái âm của mình để có sự nghiệp tốt và may mắn về tài chính, lại thêm quý nhân hỗ trợ, nên nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, làm được mọi việc cả hai chiều và có kết quả tốt. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, bản mệnh nên thận trọng hơn trong việc chi tiêu tiền bạc và lập kế hoạch tài chính rõ ràng để tránh những tổn thất không đáng có do tiêu dùng bốc đồng hoặc đầu tư bừa bãi. Chú ý đến khía cạnh này sẽ giúp hiệu quả công việc của bạn trở nên nổi bật hơn. Và để tìm hiểu chi tiết, ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé! 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 trong hệ tử vi đổ số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của Quý Mão sinh năm 1963. 3.
luận hung cát từng tháng của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi Quý Mão. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Quý Mão trong năm 2024. Chi tiết như sau. Đầu tiên, đặc trưng tính cách người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Người tuổi Quý Mão trời sinh được Phật Văn Thù Bồ Tát hộ mệnh. Người tuổi này được trời phú năng lực lãnh đạo tiềm tàng, lại thông minh, hiểu biết rộng, thường được trọng vọng trong tập thể. Tuổi Quý Mão thuộc dòng dõi con nhà Hắc Đế, có số phú quý, học hành thành đạt, tính tình ôn hòa, mềm mỏng. Song họ là người có bản lĩnh, lòng tin kiên định theo đuổi đến cùng mục đích của mình. Tốt số thì làm quan, làm tướng. Tuổi Quý Mão vốn tính ôn hòa, mềm mỏng, chuộng hòa bình, cử chỉ và lời nói luôn nhã nhặn, thanh lịch. Với bề ngoài nhã nhặn ấy làm cho mọi người dễ hiểu nhầm với bản chất của con người tuổi Quý Mão. Thực ra họ là người có ý chí kiên cường, lòng kiên định, bất di bất dịch. Những người tuổi Quý Mão nổi tiếng bởi sự nhanh nhẹn tháo vát không ai bằng. Họ ít khi tập trung vào công việc, nhưng khi đã làm hết mình, tuổi Quý Mão thường đạt được thành công ngoài mong đợi. Những người này không thích sự ồn ào của đám đông. Thay vì tham gia các sự kiện lớn, họ lại chọn những nơi uy tín, ít người để nghỉ ngơi, thư giãn. Bởi vậy, nhiều người cho rằng tuổi Quý Mão thật lười biếng, không có trách nhiệm. Có thể nói, tuổi Quý Mão thuộc vào top những con giáp may mắn nhất, cả về đường công danh, sự nghiệp, lẫn tình duyên trong cuộc đời. Mỗi khi khó khăn, tuổi Quý Mão lại gặp được quý nhân phù trợ, giúp đỡ, cả đời được sống trong an nhàn, bình yên. Những người này có duyên trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, nếu có sự cố gắng sẽ đạt được nhiều thành công. Trong cuộc sống thường nhật, tuổi Quý Mão rất vui vẻ, cởi mở, nhưng một khi đã bị xúc phạm, tuổi Quý Mão trở nên thờ ơ, lạnh lùng một cách đáng sợ. Tuy nhiên họ không giận dỗi ai quá lâu, vì tính cách họ luôn cảm thông, dịu dàng và ân cần. Điều đó khiến mọi người cảm thấy hài lòng và dành nhiều tình cảm yêu mến cho tuổi Quý Mão trong cuộc sống. Với mọi mối quan hệ, họ tìm cách dĩ hòa vi quý, thêm một người bạn và bớt đi kẻ thù. Tuổi Quý Mão không thích chiến tranh, mâu thuẫn gây sự với bất kỳ ai, nhưng một khi có người xúc phạm, họ sẽ trở nên cau có, khó chịu. Người tuổi này có nhiều mục tiêu chí hướng, song không quyết tâm, kiên trì, thương nản chí trước khó khăn, thử thách. Thay vì đối mặt với nguy hiểm thì họ chọn cuộc sống an phận, bình yên. Tuổi Quý Mão coi trọng tình cảm hơn là tiền bạc, giàu sang, uy quyền với họ chỉ là giấc mơ phù du của con người. Một khi đã tập trung vào công việc, tuổi Quý Mão khiến mọi người kinh ngạc về sự nhanh nhẹn, thông minh, tài trí của mình. Người này làm việc năng suất gấp nhiều lần người khác. Tuy nhiên, họ chỉ thực sự hứng thú với công việc của mình khi cảm thấy thoải mái, tự do. Nếu có áp lực căng thẳng, tuổi Quý Mão sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Có lúc sự bình thản của họ được cho là thờ ơ, vô tâm. Khi mọi người đang cùng nhau hợp sức để chiến đấu với những khó khăn, thử thách, thì tuổi Quý Mão lại tìm đến những nơi yên tĩnh, trong lành để nghỉ ngơi. Họ bảo thủ và không chịu nghe theo lời khuyên của bất kỳ ai. Phụ nữ tuổi Quý Mão luôn hiền dịu, đảm đang, thông minh, thích giúp đỡ người khác mà không nghĩ tới sự trả ơn. Họ luôn cảm thông và biết chia sẻ nỗi đau khổ của người khác. Người tuổi Quý Mão rất thích ăn diện, đặc biệt họ có thể ngồi hàng giờ ở trước gương để trang điểm. Ngược lại, thì đàn ông tuổi Quý Mão lại rất ân cần, lịch sự và gọn gàng, lời nói, cử chỉ luôn hòa nhã, khiến mọi người luôn khắc phục sự thông minh, cơ trí và nghe theo lời khuyên bảo của tuổi Quý Mão. Tuy nhiên vì sự tự tin mà Quý Mão luôn cho mình là đúng, đôi khi dẫn tới tình trạng chủ quan quá mức. Nói tóm lại, người tuổi Quý Mão sẽ vượt mọi trở ngại trên đường đi để vươn tới đích. Họ là người không thích trốn đông người, ồn ào, nhưng khi họ cần vẫn có thể hòa nhập cùng mọi người. Trong cuộc sống, họ luôn tìm cách né tránh xung quanh xung đột, mâu thuẫn, nhưng rơi vào trường hợp bất đắc dĩ, họ vẫn có biện pháp thích đáng để bảo vệ quyền lợi của mình. Người tuổi Quý Mão cũng là người rất tự tin vào năng lực cùng trí tuệ của họ, vì thế họ dễ dàng tìm được hạnh phúc và sự đủ đầy. Cuộc đời người tuổi Quý Mão có nhiều hay đẹp, mọi chuyện đều được như ý muốn, sự nghiệp nhanh chóng được tạo dựng, tiền vận vất vả đôi lần, trung vận gặp nhiều may mắn, thuận lợi liên tiếp đến, hậu vận được thành thơi hưởng phúc. 2. Tổng quan tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Xem tử vi tuổi Mão năm 2024, vừa kết thúc những rắc rối của năm tuổi Quý Mão 2023, những tưởng năm mới bước sang sẽ mở ra những bước phát triển mới. Song rất tiếc khi giáp thìn tiếp tục là giai đoạn đầy thử thách nữa của con giáp này, vận thế vẫn chưa ổn định. Về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Bước sang năm giáp thìn 2024, đây là năm người tuổi Quý Mão chịu tác động của cục diện hại thái tuế,
lại có hung tinh trực phù án ngữ. Công việc xuất hiện rất nhiều vấn đề vướng mắc, đòi hỏi bản mệnh phải bỏ ra càng nhiều công sức và thời gian. Nên nhớ, làm việc gì cũng phải cẩn trọng từ đầu tới cuối, ưu tiên hoàn thành nhiệm vụ trước mắt thay vì mưu tính những điều xa xôi, chưa phù hợp ở thời điểm này. Vốn dĩ sau nhiều năm chinh chiến, con giáp này cũng đã có một nền tảng nhất định, không hề thua kém so với những người xung quanh. Tuy nhiên, tham vọng mạnh mẽ khiến bản mệnh không thấy đủ, luôn muốn phải có nhiều hơn, đứng ở cao hơn. Tâm lý nóng nảy như vậy có thể khiến bản mệnh nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục đích nhất thời, nhưng về lâu dài có thể sẽ gây hại, thậm chí vướng vào vòng lao lý, chịu trách nhiệm pháp luật. Không ai có thể giúp bạn ngoài chính bản thân bạn, cần phải tự mình điều chỉnh tâm lý, biết điều gì nên làm, không nên làm vào thời điểm vận khí sa sút như năm nay. Nhìn chung bạn nên tĩnh thay vì động, chờ đợi thời cơ thích hợp hơn. Nói như vậy không có nghĩa trong 6 tháng tới sẽ toàn điều bất lợi. Sự nghiệp của người tuổi Quý Mão vẫn có những điểm sáng bất ngờ nhờ thái âm hỗ trợ. Bản mệnh có một vài cơ hội để thăng tiến tại nơi làm việc nhờ mối quan hệ tốt đẹp với lãnh đạo. Lúc này bản mệnh nên tận dụng khả năng ngoại giao của mình để mở rộng thêm các mối quan hệ của mình. Như vậy thì bạn dễ nhận được sự đề bạt, ủng hộ của mọi người mà khi khó khăn xảy đến cũng sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ. Sao tốt thái âm đặc biệt có lợi cho nữ mệnh, hoặc dự báo tuổi Quý Mão có khả năng được những nữ lãnh đạo hoặc đồng nghiệp nữ thân thiện và có năng lực giúp đỡ. Hãy học hỏi kinh nghiệm làm việc từ những người này, đừng ngại ngùng hay sĩ diện khi gặp phải những vấn đề mình không hiểu, mà hãy kịp thời nhờ đối phương cho lời khuyên, tránh giấu dốt. Nếu bản mệnh mới bắt đầu một công việc mới, bạn phải giữ thái độ khiêm tốn và thể hiện tinh thần cầu tiến. Đừng suốt ngày phàn nàn, cho dù điều kiện thực tế không như bạn mong muốn, chúng ta phải nhận ra những khuyết điểm của mình, đồng thời phải tăng cường học tập, rèn luyện để nâng cao khả năng cạnh tranh tại nơi làm việc và từ đó giữ vững vị thế, tạo tiền để phát triển cho tương lai. Dự báo về tài chính của tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Về phương diện tài lộc, trong nửa đầu năm 2024 tuổi Quý Mão bị cả tương hại lẫn hung tinh chủ về hao tài là kiếp tài chiếu mệnh, nên tiền bạc thất thoát khá nhiều. Thu chẳng được là bao mà chi thì như mối bỏ biển. Giai đoạn này, khả năng kiếm tiền của con giáp này rất yếu, dù có tham vọng và cũng không chấp nhận một cuộc sống tầm thường. Luôn tìm mọi cách để mày mò tăng thêm thu nhập, song may mắn vẫn chưa mỉm cười, nên bản mệnh không có cách nào để có nhiều tiền vào tài khoản. Những người theo nghiệp kinh doanh nên xem xét các phương pháp đầu tư ổn định hơn, chẳng hạn như các khoản đầu tư dài hạn, hoặc đa dạng hóa nguồn đầu tư để giảm thiểu rủi ro do biến động thị trường mang lại và cũng là tránh tổn thất khi bỏ hết trứng vào cùng một giỏ. Trong 6 tháng tới, bản mệnh Quý Mão nên tham gia vừa phải vào các hoạt động đầu cơ, chớ thấy người khác làm được mà cũng vội học theo. Mỗi người có một thế mạnh riêng, phù hợp với người khác nhưng chưa chắc đã phù hợp với bạn, vốn dĩ với khả năng kiếm tiền thông minh của mình. Khối tài sản mà Quý Mão có thể có được trong vòng 6 tháng tới là điều mà ai cũng phải ghen tị. Đặc biệt, trong giai đoạn này, những người cầm tinh con mèo sẽ được thần tài ưu ái rất nhiều, cho họ nhiều cơ may kiếm tiền, tài lộc cứ thế ùn ùn kéo tới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng nếu bạn chăm chỉ và biết chớp thời cơ. Hãy cố gắng nắm bắt thời cơ thật tốt nhé. Tuy nhiên thì thầy Tử Vi cũng có nhắc thêm Quý Mão rằng, dù hứa hẹn một năm nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng bản mệnh nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu nhé, hết sức tránh tình trạng lãng phí, kiểu tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Về phương diện sức khỏe của bản mệnh trong thời điểm 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, cũng không có quá nhiều biến động, nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh dễ gặp dữ hóa lành, có điều nhiều thời điểm trong năm sức khỏe suy giảm, bản mệnh dễ đổ bệnh, dù không phải bệnh nguy hiểm, nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, bản mệnh cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Về phương diện tình duyên, gia đạo tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch. Bước sang 6 tháng đầu năm Giáp Thìn, trong đời sống tình cảm, người tuổi Quý Mão sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực bởi cục diện hại thái tuế, các mối quan hệ xấu đi, tình cảm lung lay, mâu thuẫn ngày càng gia tăng, đòi hỏi bạn phải có nhiều nỗ lực và kiên nhẫn hơn. Những người đã kết hôn cũng sẽ có một số suy nghĩ tiêu cực, có thể trong tiềm thức bạn luôn cảm thấy đối phương đã làm điều gì đó có lỗi với mình. Không khí gia đình thường xuyên căng thẳng, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, vợ chồng thường xuyên tranh cãi, thậm chí đụng tay đụng chân trước mặt con cái. Những sự việc như vậy sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hòa khí trong gia đình, đồng thời có thể gây ra các vấn đề về tâm lý ở con cái. Đối mặt với những vấn đề tình cảm trong thời gian tới,
người tuổi Quý Mão được khuyên phải duy trì lý trí và bình tĩnh, gặp vấn đề nên đối mặt và giải quyết trực tiếp, chớ nên ôm trong lòng một mình và suy diễn linh tinh, nếu không sẽ chỉ khiến tình hình trở nên phức tạp hơn. Với người độc thân, dù vận khí cả năm không mấy sáng sủa, nhưng bạn vẫn có thể mong đợi vào những cơ hội bất ngờ. Có thể tổn thương quá khứ vẫn khiến bạn có phần e dè khi định bước vào một mối quan hệ mới. Song năm nay nhờ có sự thuyết phục của một ai đó, bạn có thể quyết định từ bỏ quá khứ, tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Với sự thay đổi tích cực này, trong tương lai gần bạn nhất định sẽ có được tình yêu và hạnh phúc như mong muốn. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Xem tử vi cho thấy, trong tháng đầu tiên của năm mới Giáp Thìn, người tuổi Mão mưu sự thuận lợi, công việc có dấu hiệu tăng tốc bất ngờ nhờ chính ấn nâng đỡ, tài lộc ngày càng khởi vượng. Trong tháng riêng này, tuổi Mão làm việc khá thành thơi mà nguồn thu không hề sụt giảm, có thể cân nhắc việc đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ trước, đợi thời cơ làm lớn. Về sức khỏe, Mão Mộc được mùa xuân ưu ái, tinh thần phấn chấn, sức khỏe dồi dào, hầu như không ốm đau, bệnh tật, có điều, nên chú ý dưỡng sinh theo mùa để tăng cường thể trạng. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch. Tinh thần bất ổn, dễ nóng nảy, hay chút giận sang người khác, công việc gặp trục trặc, có tiểu nhân ngáng đường, tiền bạc khó kiếm, đề phòng bị mất trộm hoặc đánh rơi. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Tháng này có điểm tiểu nhân quấy phá, công việc áp lực kéo theo những giảm sút về sức khỏe, đề phòng va chạm xe cộ và các chấn thương liên quan đến tứ chi. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch. Bước sang tháng này, vận trình tài lộc khởi sắc, kinh doanh buôn bán cũng dễ dàng hơn. Người làm chủ doanh nghiệp, kinh doanh tự do, có một tháng vất vả, tất bật nhưng thu về lợi nhuận khả quan, cơ hội đầu tư đến, nếu có thể hãy mạnh dạn tiến hành, tỷ lệ thành công khá cao. Có điều thứ tài không quá vượng, đừng thử may rủi vào các trò cờ bạc đỏ đen, kẻo trắng tay. Sức khỏe người tuổi Quý Mão được cải thiện đáng kể, người ốm nhanh phục hồi thể trạng, chăm chỉ luyện tập thể thao, duy trì chế độ ăn uống khoa học và cân bằng tâm lý là những cách hữu hiệu, giúp bạn tăng cường thể lực để sống vui sống khỏe. Đời sống tình cảm hài hòa, vợ chồng có thể đón tin vui về chuyện con cái, người độc thân vượng đào hoa, đi xa có thể gặp được đối tượng ưng ý. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Tử vi phương Đông cho biết, vận trình tháng 5 âm lịch của người tuổi Quý Mão có xu hướng giảm sút bởi tác động xấu từ cục diện tương phá, phương diện công việc, sự nghiệp có dấu hiệu trì trệ, tranh chấp, tinh thần làm việc thiếu nhiệt huyết, có bản mệnh còn tỏ vẻ thờ ơ, chán nản với công việc hiện tại, mong muốn thay đổi môi trường mới, tài vận biến động nhiều, lúc thăng lúc trầm bất ổn, bản mệnh có cảm giác nhìn thấy tiền trước mắt rồi mà không có cách nào hút nó về túi của mình, nhìn thấy mục tiêu rồi, nhưng quá trình tiến đến lại gặp vô vàn khó khăn, cảm giác lực bất tòng tâm. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch. Được quý nhân tam hợp phù trợ, vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, công việc đang khó khăn khúc mắc bỗng được giải tỏa, nguyên tắc bất di bất dịch trong công việc, là làm gì cũng cần bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc. Trong mọi trường hợp, nếu biết tiết chế cảm xúc, không để cảm tính lấn át lý trí, bản mệnh sẽ thu về thành quả xứng đáng. Tài lộc khởi sắc mạnh, kinh doanh buôn bán phát tài phát lộc, có thể bản mệnh sẽ triển khai dự định lớn nào đó, như mua nhà, mua xe, cho con đi du học. Có điều cẩn thận nếu có vay mượn tiền bạc của người khác, hoặc cho người khác vay, tránh bị lừa đảo. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Quý Mão sinh năm 1963. 1. Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi Quý Mão năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm nay nam mệnh Quý Mão gặp sao Thái Âm. Thái Âm là cát tinh, tốt cho nữ nhiều hơn nam, nhưng nam cũng gặp nhiều may mắn, hỷ tín, tài lộc thêm phần hanh thông, ngoài ra trong năm có lộc về điền sản. Theo niên hạn, hạn Diêm Vương, gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo vướng vào kiện tụng, pháp luật, cãi vã, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ, ngoài ra trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Tiểu kết, năm có các tinh thái âm chiếu, khó khăn phần nào được chiết giảm, công việc làm ăn có người giúp sức, dù có áp lực đến mấy cũng may mắn vượt qua. Trong năm có lộc về đất cát, có thể thử sức ở lĩnh vực này, có điều hết sức thận trọng kẻo vướng tranh chấp, kiện tụng. Sức khỏe không vấn đề nghiêm trọng, nhưng cần đề phòng tai nạn bất ngờ, gia đình hai bên nội ngoại có tin buồn. Cách kích hoạt cát tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng,
hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topa xanh dương. Đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu, nên tiến hành đầu tư, kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản trong năm được sao Thái Âm chiếu mệnh. Bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên: với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, để phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. 2. Bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi Quý Mão năm 2024. Theo sao chiếu mệnh, trong năm 2024, nữ mệnh Quý Mão gặp sao Thái Bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài, tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn trong ngoài bất an. Thái Bạch là sao xấu gây hao tán tiền bạc, dân gian có câu Thái Bạch quét sạch cửa nhà, công việc kinh doanh có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Sau này xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Theo niên hạn, hạn Thiên La. Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá tâm thì chẳng an, Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi tật bệnh họa trao phải phòng. Gặp hạn Thiên La ví như bị tiểu nhân phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, tật bệnh chủ yếu sinh từ tâm, cân bằng trạng thái tâm lý ắt sẽ thuyên giảm ít nhiều. Tiểu kết, năm 2024, đường số nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán, nên thận trọng cầu bị tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất của, làm việc phải cẩn thận kẻo gặp họa thua thiệt bản thân, thậm chí còn dính kiện tụng. Ngoài ra bạn cũng nên suy nghĩ tích cực, rèn luyện thể dục thể thao điều độ, đẩy lui bệnh tật đau ốm. Cách hóa giải sao Thái Bạch bằng phong thủy, hạn chế dùng đồ trắng. Vì sao Thái Bạch thuộc hành kim, nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người, dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá cầu bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ. Làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần giả tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Thiên La năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn. Những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ sẽ ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống, không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng, điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Tiếp theo trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn, giúp quý mão gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh nước biển vượng sự nghiệp. Thường xuyên sử dụng màu sắc này sẽ giúp người tuổi Quý Mão luôn giữ được cách hành xử khéo léo, từ đó mở rộng được mối quan hệ, nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, mở ra cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn cũng sẽ khiêm tốn, chăm chỉ hơn và học hỏi được kinh nghiệm làm việc từ những người đi trước. Màu xanh lục vượng tài lộc. Màu xanh lục giúp bản mệnh trở nên tỉnh táo, lý trí hơn,
dễ dàng duy trì được cách quản lý tài chính, đầu tư đúng lúc đúng chỗ, từ đó duy trì được tài lộc ổn định. Màu hồng vượng tình duyên. Người độc thân sử dụng màu này sẽ trở nên tự tin hơn vào bản thân và bắt đầu kỳ vọng vào tình yêu. Bạn có thể dần quên đi những tổn thương trong quá khứ và mở ra cơ hội gặp gỡ người mới. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Quý Mão là màu vàng, nâu đất. Người tuổi Quý Mão có thể sẽ trở nên nóng nảy, bốc đồng nếu thường xuyên sử dụng hai màu này. Từ đó bạn nảy sinh những suy nghĩ đi đường tắt, bất chấp hoàn cảnh để kiếm lợi về cho bản thân. Dù trước mắt bạn đạt được mục đích, nhưng về lâu dài thì có thể sẽ phải trả giá. Ngoài ra, bạn sẽ còn thường xuyên lơ đãng, thiếu tập trung, dễ mắc sai sót, đặc biệt là trong các việc liên quan đến số liệu, hợp đồng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế. Quý vị thân mến, đã từ lâu lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài, mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có lần, một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không. Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây, có một con vẹt sống trên một ngọn núi cao quanh năm phủ đầy tuyết. Chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ. Vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu, cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chịu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt, chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông xem lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân, chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình, thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa. Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại, vậy ngươi đem lúa của ta cho ai? Con vẹt đáp lại, tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ, vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thấy thế, người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, ngươi cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý, ta sẵn lòng giúp người. Được biết, chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của Ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha Gautama, Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân thì Ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất, đó là hiếu kính với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ. Thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy cách tránh xui đầu tiên, đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mải đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống mà quên đi giá trị chân thực nhất. Những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt, chúng ta mải sắm xính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành. Việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần. Đôi khi chỉ vài câu thăm hỏi cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng, từ tốn. Vậy, hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từng hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt hẳn sẽ kết được nhiều duyên lành, cuộc sống ắt sẽ gặp nhiều may mắn, thuận lợi, và đó là cách tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài, nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà. Vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình, lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà, hay trở thành họ hàng, người thân của nhau.
Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này, thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn. Nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên. Tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh, với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.